Sáng nay chúng ta học xong một bài rồi, bây giờ học tiếp bài thứ hai, đó là bài kinh Triền Phược. Đấy, bài kinh Triền Phược của nó, bài kinh Triền Phược, cái chữ Triền Phược ở đây là chữ Chata ha, Chata là Triền Phược. Triền Phược là cái gì mà nó ràng buộc mình ấy, thì gọi là Triền Phược. Đấy, Chata. Thì cái Triền Phược á, đó, bắt đầu cái bài kể này là gì? Nội triền và ngoại triền, nghĩa là có một cái vị trời, nghĩa có một cái vị trời đến hỏi Đức Phật, có hỏi đến hỏi Đức Phật về chứ nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, con phải thoát khỏi triền này. Cái lãng nói của đời này ai cũng bị trói buộc hết, bởi nội triền và ngoại triền. Thì con xin hỏi Thế Tôn về chứ ai là người có thể thoát được những cái trói buộc đó? Chứ con nhìn quanh thấy ai cũng bị trói buộc hết, không bị cái này trói rồi cũng bị cái kia trói nha, không bị cái này trói rồi cũng bị cái kia trói. Thì con xin hỏi Thế Tôn, ai có ai trong đời này mình mà thoát được những cái trói buộc đó hay không? Thì nội truyền ở đây là gì? Gọi là âm tu cho ta, nội truyền ám chỉ sáu nội xứ nha, cái này trong trong commentary đó, trong nội trong trong chú giải đó, tái cho ta là ngoại truyền, là ám chỉ cho sáu ngoại ngoại xứ, tức sáu ngoại xứ. Rồi là sao chấp vô sáu nội xứ là sao, mà chấp vô sáu ngoại xứ là sao? Đấy, có vị giảng kinh mà cứ giảng từng chữ thì bản thân mình hiểu không sâu, mà mình cũng làm cho người ta hoang mang, từ từ hoang mang nó đâm ra là người ta buông đạo luôn, nó thấy đạo nói chuyện vô lý quá. Đấy, mà bản thân tôi một thời gian rất là dài tôi rất là ghét nó đến sáu nội xứ, tâm tham tâm sân, mà đối với sáu nội xứ cũng khó chịu lắm. Tại chưa hiểu sáu nội xứ nghĩa là chúng ta nói đâu, trong kinh trả lời mình sáu nội xứ là cái gì, tại sao tôi bực? Thì giờ nói tâm tham, cái sự tham đắm trong sáu nội xứ, các vị có nghe tôi nói không, các vị có nghe tôi nói không, có ai trả lời cho tôi biết sáu nội xứ là gì không? Sáu nội xứ là lục căn đấy, đấy là lục căn đấy, tức là mắt ta. Thì ngày về trước tôi coi kinh tôi thấy là chúng sinh toàn vô đam mê trong sáu nội xứ, tôi nói ai mà ngu dữ thần như thế. Cái con mắt mình á, mình còn nhỏ lắm đâu nghe ai mà thích thích thú trong 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 cái lỗ tai, thích thú trong cái lưỡi đâu, là thích thú trong những cái gì mà cái tai nó biết, cái mắt nó biết thôi. Thì như mình thích à, mình thích nhìn cái đẹp, sắc đẹp, cái nào nó đẹp nó hay nó du dương, cái nào nó thơm, cái nào nó ngon mình mới thích chứ, chứ có ai mà đi bận tâm đến sáu nội xứ bao giờ. Chỉ nghe rất là kỳ, nó rất là kỳ. Nhưng mà trong kinh rõ ràng, trong kinh nói mà, trong kinh nói có người là bị trói buộc ở sáu nội xứ, có người bị trói buộc cả 12 luôn, nhưng mà nặng á, có người nặng thì sáu nội xứ, người nặng thì sáu ngoại xứ, có người nặng cả 12 luôn. Tôi thích kỳ lắm, tôi sao mà thích thì thích cái ngoại xứ chứ, ngoại xứ tôi gọi là lục trần nha, ngoại xứ là lục trần, ở đây gọi là ngoại trường á, ngoại xứ là lục trần. Lục trần là những gì, là những gì ta nghe này, thấy này, rồi ngửi này, nếm này, đụng này, suy tư. Đấy đó, còn cái này đó là mình thích, mình thích là thích cái đó đó, mình thích những cái gì mà mình nghe được. Cái gì như mình thích, mình nghe cái âm thanh là hơi hay, mình nhìn cái hình ảnh nào, cái hình dáng nào mình đẹp đẹp mình mới thích chứ. Cái đằng này mình thích là thích bên ngoài, đằng này trong kinh nó thích, thích cái nội xứ nữa. Đặt là sao? Thì ra nó như thế này, sự có mặt của mỗi người, sự có mặt mỗi người, tấm thân của từng người chỉ là sự góp mặt
sáo nội xướng. À, khi mình hiểu ra như vậy mình mới nhớ ra như vậy đó, mình mới hiểu được vấn đề. À, có nghĩa là thay vì mình nói là người đam mê trong mắt to tai mũi lưỡi, mình nghe vậy nó rất là kỳ, để có ai mà thích thì kỳ cục vậy, nhưng mà mình nói là cái kẻ thích thú đam mê đối với bản thân mình nè, đối với cái cục này nè, cái cục sáo, cái cục mà sáo để chụp cái đơn này nè, đây cái này được gọi là cái người đam mê trong trong sáo nội sư, là như vậy đó, là cái người đam mê với cái hình hài, với tấm thân của mình đó, là được gọi là đam mê trong sáo nội sư. Là vì sao? Vì cái sự hiện hữu của mỗi người chính là sự hiện hữu của sáo nội sư mà, đây cho nên nếu nói là toán sáo nội sư bằng tấm thân, sáo nội sư thì nó bằng tấm thân, bằng cái tấm thân, mà cái tấm thân của mình nó thì nó bằng bằng sáu nội sư. Nó bằng sáu kỳ lại bằng sáu nội sư. Đấy, phải hiểu như vậy, sáu nội sư nó bằng cái tấm thân của mình, mà tấm thân mình nó chính là sáu nội sư. Cho nên khi mà nói cái người nó bị trói buộc bởi sáu cái nội triền, có nghĩa là người nó trói buộc, bị trói buộc bởi cái tấm thân này, họ có nặng cái tấm thân này lắm, họ sẽ chết chẳng hạn nhé, sẽ chết. Rồi gì nữa? Ham làm đẹp. Rồi cái gì nữa? Thích sướng. Rồi gì nữa? Sợ khổ. Đấy, đó thì những cái này nè, ha, cái hạn là sợ chết là một nè, rồi ham làm đẹp nè, rồi thích sướng sợ khổ nè, rồi cái e ngại những đau đớn, khó chịu. Đấy, thì đây là cái, tất cả những cái này, sợ chết nè, ham làm đẹp nè, thích sướng sợ khổ nè, e ngại những đau đớn khó chịu nè, đó thì những cái này nè, nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái chuyện là mình thương thích cái tấm thân này, mà tấm thân này tôi đã đưa nó ra định nghĩa rồi, nó chính là sáu nội tại thôi, nó là cái gì hết đó. Đấy, cho nên cái người mà đâm màu trong 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 sáu nội xướng chính là đam mê trong tấm thân này. Mà đam mê mình cách nào? Đam mê mình cách là sợ chết nè, rồi thích làm đẹp nè, rồi e ngại đau đớn nè, mà thích những cái gì êm mát dễ chịu nè. Mà có ai trong cái room này mà không có như vậy không? Có không? Xin hỏi có cái bậc cao nhân nào trong room này mà không có hai cái gạch đầu dòng mà tôi vừa nói không? Tôi không có. Không có ai trong room này mà không sợ chết, không có ai trong room này đó mà không ham làm đẹp, hoặc ít hoặc nhiều thôi. Ngay cả đàn ông, ngay cả người giản dị, trừ ra những cá nhân quá đặc thù, quá cá biệt thì tôi mới nói, nhưng mà họ cũng phải lọc một cái nào đó trong số này thôi. Đâu có ai mà thích mình bị đau đớn, đâu có ai muốn mình ra đường mà người khác họ nhìn cái áo quần của mình mà thấy cái kiểu nó có vẻ nó kỳ cục, nó dị hợm, nó lỗi thời, nó lỗi mốt đâu, đâu ai muốn nha. Thì dầu cho mình ăn mặc giản dị ít ra thì nó cũng giản dị ở một cái mức kiểu là không trở thành cái tiêu điểm cho người ta chú ý nha, ít ra đó là minimum đó, là không thích làm đẹp nhưng cũng đừng có biến mình trở thành ra là một cái con rối, một cái con cù lần để cho cả xóm cả làng nó bu nhận mặt câu nha, đó là tối thiểu. Thì chính cái sợ đó, cái ngại mà người ta nhìn người ta nói cái đó, cái ngại cái sợ đó đó, đó là cũng là một thứ bị trói buộc bởi ngoại, bởi nội triền nha. Còn cái chuyện mà lúc nào cũng ham sống sợ chết, lúc nào cũng thích sướng sợ khổ này, cái sự mà thiếu kiên nhẫn của mình á, này thì tất cả những cái đó được gọi là cái sự ham mê trong cái tấm thân này, sự đam mê trong tấm thân, và chính sự đam mê đó được gọi là bị trói buộc bởi nội triền. Còn bây giờ qua ngoại triền là cái gì? Ngoại triền là sự đam mê trong những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng nha. Cảm ơn, nhớ giùm cái đó, mà biết được giải mình có nghe hay không nữa. Cái râm này tôi rầu vô cùng, là bây giờ tôi rất biết, tôi không có biết mà cái râm này nó hồi trước tôi gặp được cái râm thái quá, còn cái râm bây giờ là cái râm bất cập. Thái quá có nghĩa là mình lo mình giảng và nó nghe, nó lo nó chát trâu, nó chát như nó chát tầm bậy tầm bạ, nó thăm hỏi nhau nó nhớ nhung nhớ, nó đem chuyện nhà, chuyện xã hội, chuyện làng nước, chuyện châu lục, chuyện thế giới, chuyện hành tinh, chuyện vũ trụ, nó đem hết từng này, nó chết hết từng này. Đấy,
còn cái bên này đó là coi như là tôi dạng cho một cái trung tâm mà khuyết tật bẩm sinh, nó vừa biết mà nó vừa đi nó không thấy cái gì hết. Đấy, cũng được, vậy cảm ơn. Đấy, lâu lâu cũng phải cho tôi biết cái gì có nghe cái. Thì đại khái đó, bị trói buộc bởi sáu nội tiền, có nghĩa là coi trọng cái tấm thân này, coi trọng cái hình hài này, coi trọng cái khối năm quẩn này, thì tôi gọi là bị trói buộc bởi nó, bởi sáu sáu cái nội tiền, rồi còn bị trói buộc bởi sáu cái ngoại trường là thích cái này thích cái kia, là bị trói buộc mà mình ghét cũng kể là trói buộc nha. Các vị có biết cái đó không? Các vị có biết biết chuyện đó không? Nó cũng một thứ trói buộc, có nghĩa là khi mình thích cái gì đó mình bị nó ràng đã đành rồi, mà mình ghét đó, nó cũng ràng mình nữa. Ví dụ như lẽ ra đó là mình đi con đường ngắn đó, thì mình sẽ đi ngang cái ngõ nhà đó, nhưng mà mình ghét nó quá, mình không muốn nhìn cái bản mặt của nó, mình quẹo qua ngõ khác, nó cũng là một thứ trói buộc. Lẽ ra là mình phải làm cái chuyện đó, lẽ ra mình muốn mua cái món đồ đó, nhưng mà để mình ghét nó quá đi. Mình ghét nó đến mức mà mình không muốn mặc cái áo mà giống như cái áo của nó, mà câu nó nói mình ăn cách kiểu của nó, mình nhá nó, mình bắt chước nó, mình học đầu cho nó, thế là mình né cái kiểu đó mình không có mua. Thí dụ như vậy, nói chung là mình bị trói buộc bởi cái mình ghét và bởi cái mình thương nhá. Này mà trong cuộc sống mình liên tục và liên tục chúng ta bị trói buộc cho đến mức mà mình tắt hơi đi qua cái khác, rồi mình lại bị trói buộc cái kiểu khác. Này cái này mới quan trọng. Nếu đêm nay thôi, đầu hôm đêm nay mình là một người đàn bà có tiền thì mình đam mê những cái mỹ trang mỹ phẩm, rồi ngày mai mình lại sanh là ngày thầy, rồi mà ngày mai mình chết đi mình sanh vào là một người đàn bà châu Phi nghèo nàn ở một cái xứ Bắc Phi nghèo khổ nào đó xa xôi hẻo lánh, thì 18 năm sau trên đời này đã xuất hiện một cô bé da đen không biết mỹ phẩm mỹ trang của Âu Mỹ là gì, mà lúc đó cũng khoái mấy cái vỏ sò vỏ ốc khoét lỗ đeo lên rồi cà răng căng tay rồi lấy đá banh cái môi ra. Biết mọi người có biết cái vụ đó không ta? Biết cái vụ đó có biết cái những cái bộ lạc mà làm đẹp một cách rất là quái đại. Rồi hôm nay mình là một người đàn bà chỉ biết nấu toàn là đồ Tây không, 18 năm sau bên châu Phi có một người con gái chỉ lập con ếch là bóc bỏ miệng nghe rau rá nghe rơm rớt. Đấy, hôm nay là mình là một vị bác sĩ cà vạt mắt kiến đồng hồ giày ý dép da đấy sang trọng. Mình chết 18 năm sau này thì ở một cái làm quê hẻo lắm nào đó bên Campuchia có một cậu thanh niên chỉ nghe mất một góc hôn rừng tâm tử. Hôm nay mình bị trói buộc theo cái kiểu của hôm nay do duyên nghiệp quá khứ nào đó, chúng ta sanh về là một chàng thanh niên, một người đàn ông đứng tuổi giàu có ở Âu Mỹ. Chúng ta có những đam mê, có những sở thích, có những thương ghét theo cái kiểu của bây giờ, của hôm nay. Mấy chục năm sau chúng ta chết đi và sanh về một cảnh giới khác, từ lúc bây giờ chúng ta có những đam mê khác, chúng ta có những cái trói buộc khác, và cứ vậy cái dòng luân hồi trầm luân nó diễn ra triền miên miên viễn bất tận bất tuyệt là như vậy đó, chứ không có cái gì mà lại giá trị chuyện đó hết. Đấy, hôm nay mình thấy phấn son là hay, ngày kia mình về bộ lạc mình thấy lấy cái loại nhẹ mà chét lên mặt rằng riêng như con bê con báo lại lại. Ok, hôm nay mình thấy cái gì mà nó giản dị, nó nho nhã nhẹ, nó dễ, nó nhẹ nhàng, nó thì thấy nó đẹp. Mai mốt tự nhiên mình sinh ra làm một cái bà nội châu Phi hoặc là Campuchia thì mình thấy cái màu sặc sỡ thì mình khoái. Ok, thì đó được là sự trói buộc tùy vào cái hoàn cảnh, chính duyên nghiệp nó đưa ta về một góc trời nào đó, và chính cái duyên nghiệp đó, hoàn cảnh đó, nó cộng với cái căn cơ sở tánh khuynh hướng tâm lý của mình, nó mới khiến cho mình thích cái này sợ cái kia ghét cái nọ. Ok, và ngay trong hoàn cảnh đó nếu không có Phật pháp mình tưởng đó là những giá trị tương đối này, nhưng thực ra không phải, nó không phải như vậy, không phải đâu. Nó chỉ nghiệp đưa ta đi đâu rồi ta thích chỗ đó. Hôm nay mình thích ăn bún, ngày mai mình thích ăn con trùng, lấy con trùng nuốt vậy. Nó hôm nay nó cũng một cộng gì mình đi ăn được bún, nhưng mà mai kia mình ăn được con trùng. Hôm nay mình ăn được cà ri, mai kia mình xuống trống mình ở dưới nước bùng sình lầy tâm tử, nó lạ như vậy đó. Hôm nay mình không ăn được đuổi, mình ngày mai mình ăn được đuổi, mình cứ xâm đâu hợp đó thôi. Ok, rồi tiếp theo cái bài kệ này là cái câu hỏi của vị trời, đó là nội truyền và ngoại truyền chúng sanh bị trói buộc, câu hỏi Gautama thoát khỏi trói buộc.
cái ý này đó. Thì Đức Phật có trả lời thế này: người trú giới có trí này, thì ở đây đó, trong đây mới định nghĩa thế này là cái giới ở đây nó biến mà đến cái hàng xuất gia đó thì ám chỉ cho bốn thanh tịnh giới, còn cái có trí ở đây đó là ám chỉ cho cái người tam nhân. Làm ơn ghi dùm cái này nha: người có trí gọi là sapan nhô nó đủ ám chỉ cho trời cho người tam nhân. Năm rung có biết người tam nhân không? Người tam nhân á, chà cái chỗ này mà không giải thích thì kẹt ghê lắm. Thôi tôi sẵn tôi nói luôn nha, chúng sanh trong đời này đó nó có nhiều hạn. Là vì sao? Hành động bằng tâm bất thiện, cái này là mới ghi giùm tôi nha, là mới ghi giúp nha. Thì sẽ tái sinh hành động làm tâm bất thiện ấy, cho quả tái sinh bằng cái tâm gì, tâm quan sát thọ xả bất thiện đưa đến các cõi sa đọa này. Cảm ơn. Hành động bạn tâm thiện dục giới thì sẽ cho quả tái sinh bằng tâm đại quả hoặc tâm quan sát thiện. Ta nói vậy nha, các ta chưa được cái bụng tâm chưa quan sát, không quan sát thiện. Rồi hành động bằng tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới sẽ cho quả tái sinh gần hai tầng đó. Đấy. Riêng trong tâm thiện dục giới thì có hai loại hợp trí và lì trí. Đó, các bạn nghe kỹ không? Ghi vô ghi đó, tôi lòng nha. Tức là mỗi ngày như vậy đó, mình sống bằng cái tâm gì nè, thì chính cái tâm đó nó sẽ dẫn cái quả tái sinh cho mình cho kiếp sau. Ví dụ như mình hành động bằng tham sân si đó, thì nó sẽ cho mình đi tái sinh bằng cái tâm quan sát khổ sở đó, thì chính cái tâm đó đó nó đưa cái khổ sở đó. Rồi hành động bằng tâm hiện dụng giới thì nó cho quả tái sinh bằng lại quả hoặc tâm quan sát thiền. Đấy, xong chưa? Đấy, cái tâm đại quả đó, bây giờ cái tâm mà đưa cái sao đó là dễ hiểu rồi, có nghĩa là sanh làm trùng, làm dế, làm tà, làm yêu ma quỷ quái, làm con này con kia, hoặc sao đó đi ngục, cái đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà riêng về cái chuyện mình làm thiện đó, thì nó có hai tầm thiện, mà tâm dục thì tâm thiện dục giới đó, thì nó có hai cách cho quả. Một là biết ai vậy thì khổ chứ. Một là cái tâm thiện mà thiện dụng giới đó, nó có hai cách cho quả. Một lắm rồi, nếu mà mình làm thiện mà bằng cái tâm có trí đó, thì mai này mình sẽ sanh ra bằng cái tâm tam nhân. Đây, tại sao tôi mới nói là hồi nãy ta đi câu lên cái đây là sắp bay nhu nó ru đó, là cái người có trí thì trong trường hợp này nè,
sắp tân như nó rô là chỉ cho cái người vừa mà đầu thai bằng cái tâm tâm gì cái tâm tâm quả hợp trí. Thì mà tâm quả hợp trí nó từ đâu ra là em tôi nhắc lại cho dễ nhớ cho người không biết cái gì hết họ nhớ nha. Chính vì mình làm phước bằng cái tâm, chính vì mình làm phước bằng cái tâm tâm hợp trí cho nên đời sau mình sanh ra mình cũng đi tái tục bằng cái tâm hợp trí. Và cái tâm tái tục hợp trí đó được gọi là tâm tâm nhân. Cái người mà đi tái tục đi đầu thai bằng tâm tâm nhân thì họ có khả năng trí tuệ rất, họ làm dở đã làm rồi họ có thể đắc đạo đắc thiền được, đắc quả đắc thiền làm thánh nhân hoặc làm người thì có thiền định được. Còn nếu mà mình tái sinh bằng cái tâm mà ly trí thì coi như mình không có khả năng hiểu biết những vấn đề mà nó hơi trừu tượng nha, không có khả năng hiểu biết những vấn đề trừu tượng. Tôi nói chậm nữa nha. Đấy, cho nên ở đây phải ghi lại cái đó, tâm tục sinh của tâm nhân là tâm họ tâm thiện hợp trí. Các tâm tái sinh sắc giới và vô sắc giới cũng đều là tâm tái sinh hợp trí, nhớ nha. Đó. Cho nên là tâm tâm nhân ở đây là cái tâm mà có đủ vô tham vô sân vô si rồi. Giờ định nghĩa thứ hai, người để có cái gì, người trú giới có trí. Đúng ra ở đây đó phải cái câu này phải dịch cơ gọi là người có giới, người có trí trú giới mới đúng. Tức là cái câu này phải diễn dịch thế này nè. Người tam nhân mà lại chịu giữ giới, cái câu này phải dịch lại như vậy mới đúng. Người tam nhân mà lại chịu giữ giới, tu tập tâm và tuệ. Tâm ở đây đó, tu tập tâm ở đây là tu thiền chỉ, tức là an trụ vào một trong các đề mục để tập trung tư tưởng, để từ đó nếu đủ duyên, chưa có lớp nào dạy kỹ gì nha, thì chính đắc các tầng thiền từ sơ thiền trở lên đến phi tưởng phi phi tưởng nha. Cái sự mà định tâm của những người này đấy là nền tảng rất tốt cho người tu tứ niệm xứ. Đó vậy đó, cái tu tâm ở đây có nghĩa là tu thiền chỉ nha, thiền chỉ thiền chỉ nói một đơn samatha nha, thiền chỉ là samatha. Đấy, còn người tu tứ niệm xứ đó, tu và tứ niệm xứ thì gọi là thiền quán nha. Thiền quán là gì? Là vipassana. Đấy, tu tứ niệm xứ là thiền quán. Tu tâm ở đây đó là tu tâm ở đây đó là tu tâm ở đây là tu thiền chỉ samatha, an trú ở xin lỗi tập trung tư tưởng vào một trong các đề mục để làm chi, để mình có thể đắc được từ sơ thiền nhị thiền trở lên nha.
nhớ nha, đạt được từ sơ thì nghĩ tên cho đến phi tưởng, phi tưởng thì ta gọi là tu samatha hay là tu thiền chỉ, còn tu quán đây đó là tu tứ niệm xứ nè. Mục đích của nó là gì? Là chứng đắc từ sơ quả. Mục đích của việc tu quán là hướng đến sơ quả rồi đến tứ quả la hán. Đấy, cảm ơn, nghe rõ là phải nói nghe rõ, đúng rồi đó. Và tôi nhắc lại, tôi xin nhắc lại ở đây một điều vô cùng và vô cùng quan trọng là đối với một cái vị tu tứ niệm xứ đó, cái quan trọng đừng có nghĩ đến chuyện là tôi tu để tôi đắc gì. Hồi nãy tôi tính để là tôi quán là để đắc, mà tôi thấy cái chữ tôi không có thích cho nên tôi để là hướng đến thôi. Cái người mà tôi phải ghi đây, người mà thực lòng cầu giải thoát ấy, chỉ mong mình lìa bỏ được cái gì, không mong chứng đắc cái gì. Hai cái này nó khác nha. Đã, thí dụ như thay vì mong, thay vì mong chứng quả tu đà hoàn á, thì người ta chỉ mong bỏ được phiền não. Đó, chỉ vậy thôi, bỏ được phiền não. Thứ như thân kiến là làm sao bỏ được thân kiến, hoài nghi với cảm thụ thân kiến à, rồi cái hoài nghi với cảm thụ. Chứ còn mà mình mong là mình đắc cái này cái kia đó là không có đúng, là vì sao? Là vì nghe thì hay lắm, nghĩa là ôi tôi đắc cái đó có lâu vậy, nhưng nó kẹt vậy nè. Khi mà mình tu mình có là mình mong như vậy đó là mình dễ bị sụp hố. Tôi nói tôi bị nghe kẹt luôn, sụp hố. Tôi đã gặp rồi, tôi đã gặp 1 tỷ người như vậy rồi, tu mà mong nó chuyện đắc này đắc kia đó, chỉ cần mà nó có một chút phỉ lạc ha, nó vui vui, nó rần rợn, nó mắt lạnh đó, là bắt đầu nó dính dính búa liền, dính búa lập tức. Đấy, có nghĩa là mới vừa hơi rần rợn là rồi đắc rồi, nó mắt lạnh, nó vui quá, nó quên ăn quên đi tiểu tiện rồi đắc rồi, rồi nghe người nó nhẹ nhàng, nó thơm ngang quá rồi là đắc rồi. Và là tự nhiên có những cái chuyện trước đây mình chưa có từng hiểu, tự nhiên bữa nay nó cái trí nó sáng bừng lên, thì cái đó trong trong từ chuyên môn gọi là út tắc cái lìa sắc, gọi là tùy phiền não. Đấy, nó quan trọng cái chỗ đó, gọi là tùy phiền não là sao? Có nghĩa là khi mình có phước duyên đấy, lại tu đúng phương pháp đấy, thì tự nhiên sẽ gặp phải 10 thứ tùy phiền não. Là sao? Tự nhiên thấy thấy cái niềm tin nó vững mạnh đặc biệt thấy mình á, tự nhiên nó tự nhiên cái nó thông minh đặc biệt thấy tinh tấn không mỏi mệt này, thấy có ánh sáng này, thấy mình an lạc lạ thường. Đại khái như vậy, đại khái như vậy đó. 10 cái, 10 cái út tắc cái lì xa là thấy tự nhiên rồi. Tự nhiên cái mình thấy bây giờ mình có thể chết nhẹ, mình có thể chết cho Phật pháp nha. Bây giờ là mình có sẵn sàng nên là mình chết cho Phật pháp được nè. Đó, mình khoái, mình thích lắm, mình sung lắm gì đó. Đấy, thì cái đó vừa rồi mình nghĩ rồi, cái đức tin này là chỉ có tu vào quên thôi.
chứ còn phàm mà dứt khoát không là cái gì mới ngày sáng hôm qua là mình đâu có được như vậy. Ở bữa nay mình quá trời quá đất luôn như vậy là rõ ràng không phải tụi nó đùa quần chứ còn cái gì vô đây nữa đại. Hoặc là tự nhiên mình thấy mình cũng có trí tuệ đặc biệt là những cái chuyện mà coi như là mình coi như là đó giờ mình cứ bư bư đù đù mình không hiểu gì hết, rồi tự nhiên sau hôm nay mình nghĩ ra cái chuyện đó mình hiểu một cách đơn giản, nó dễ dàng, nó thông suốt, nó giống như người ta chẻ tre vậy đó, tức là nó qua được mấy cái mắt người ta đi rớt như vậy rồi không đắt cái cỡ gì nữa đại. Hoặc là thấy mình coi như là từ hồi sáng tới giờ là coi như là mình không muốn rời khỏi cái chiếu mà không rời khỏi cái tấm trải ngồi mà coi như chuyên mắm con cơm mà mình không muốn luôn, mình chỉ thấy là muốn ngồi lì đó mà sẽ đặc biệt không đau nhất nha, không à nha, không đau nhất, sung sướng mà người nó hùng mạnh coi như dời non lấp biển là cỡ nào mình cũng dám hết á, đó là tinh thần một cái đặc biệt này. Hoặc là mình thấy làm như có ánh sáng chung quanh mình vậy đó, cái đó có thật, không phải ảo giác, cái đó có thật, nó bừng sáng chung quanh mình này. Hoặc là mình thấy mình an lạc lạ thường này, là mình thấy mình lân mà thấy coi như là một cái cảm giác, phải ghi rõ nè, một cảm giác chưa từng có trong đời dễ sợ như vậy. Tôi bảo trước một cái chuyện dễ sợ như vậy chưa từng có trong đời, nó an lạc kỳ cục lạ lùng mà coi như mình thấy cái chuyện mà tình yêu nam nữ hay là cái cảm giác mà tăng lương, cảm giác tìm được cái công việc như ý, cảm giác mua được nhà mới, cảm giác của hồi hộp của mối tình đầu vân 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 vân, thì tất thảy không có một cảm giác nào từ xưa đến nay mà có thể so sánh được với cái cảm giác an lạc của mình bây giờ, dễ sợ như vậy. Và nếu một hành giả mà chỉ nghĩ đến chuyện cắt bỏ phiền não thì quá tốt, sẽ được an toàn vào thời điểm này. Đấy, một hành giả chỉ nghĩ đến việc lìa bỏ phiền não, lìa bỏ tái sinh thì an toàn trong thời điểm này, bởi vì họ thấy vẫn là vô giả, vì luôn biết rõ đó là đồ giả, là của giả đó, không phải cứu cánh thật sự. Riêng người tu tập với ý được, cái chữ được tôi cố ý tôi đánh đậm mà nha, tôi cố ý tôi đánh đậm thật là đậm. Riêng người tu tập với ý được cái gì đó này, thì rất nguy hiểm, rất nguy hiểm vào thời điểm này, rất nguy hiểm vào thời điểm này. Có nghĩa là lúc đó cứ tưởng mình đặt, thì ở đây trung tâm các vị sẽ thấy rằng là tại sao tôi sợ chữ nguy hiểm là bởi vì các vị tưởng tượng đi, tự nhiên cái nghe nó mắc lạnh nè, rồi cái tưởng đắt, mình chưa đắt mà mình tưởng mình đã đắt. Thứ nhất là mình không còn tu nữa, mình sẽ tối ngày mới nghĩ mình đã xong chuyện rồi. Thứ hai là rất có thể mình sẽ coi thường người khác, thì thấy người ta cũng không có gì đặc biệt hết á, chỉ có một mình thấy người ta cũng than mỏi lưng, than nhức chân, rồi thấy người ta cũng bực dọc chuyện này chuyện kia, riêng mình sao mình cao siêu quá vậy ta. À, cái đó là một cái chuyện kinh. Tôi cách này không lâu tôi có nghe một cái chuyện rất là đáng buồn, là một cái bà sư cô Bắc Tân Việt Nam đi tu bên Miến Điện, không biết bà được cái gì nhưng mà bà cứ nói với cái cô kế bên là bà đắc tôi đùa này. Từ cái cô kia có mấy can nữa nói tôi không có biết cái gì hết á, tôi chỉ biết là nếu mà đúng là tôi đùa quần thì cô không có muốn nói ra, cô chỉ kẹt lắm đó, thì cô chỉ nói ra cho sư phụ của mình, cái như hồi đó mình ta trình với Đức Phật vậy đó, là trình với vị thầy của mình mà ta trình rất là đàng hoàng, người ta trình một cách là trong hoàn cảnh không thể không nói thì người ta mới trình, chứ còn không đó, thì thôi người im luôn. Nếu mà đúng là thú vị cả tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta đấy. Còn lần này nó là thấy cô có vẻ hào hứng trong cái chuyện mà thông báo về cái kết quả tu hành của mình quá, thì tôi e rằng nó chưa có đấy đâu. Đấy.
mà bà vẫn mong được không tin. Đấy, chính vì bà không tin cho nên bà tiếp tục sống trong một cái ảo tưởng, đấy, trong một cái niềm tin gọi là quyên quạt. Đấy, chính vì vậy cho nên có một ngày kia là coi như bà phát điên lên. Là vì sao? Là vì khi mà mình thường xuyên mình biết rõ là cái gì đang xảy đến cho mình đang trong tình trạng nào, thì cái khả năng tự kia là tự vệ đó hả, cái khả năng phản vệ rất tốt. Đấy, còn đằng này khi mình đã yên chí lớn, yên tâm rằng vì là ta đó là thánh nhân, thì coi như là cái tâm tư bỏ ngỏ. Đấy, mà khi tâm tư bỏ ngỏ có nghĩa là mình rất mà Phật pháp thì lại thiếu cái kiến thức Phật pháp quan trọng lắm. Cái người có cái đa văn nó lại chỗ gì là khi mà nghe nó kỳ kỳ là họ bắt đầu họ mới móc đồ nghề ra, họ rà soát rồi họ kiểm chứng, kiểm nhận, kiểm định. Đấy, còn cái người mà thiếu pháp học ấy mà thấy ngộ là bắt đầu đi thôi. Nó giống như Việt Nam mình có cái chữ gọi là ma bắt á, có nghĩa là cứ ban đêm ngủ được cái tự nhiên có cảm giác e nó kêu vô vô rừng rồi đi dưới ngờ nó mỏi rồi cái nó buồn ngủ chung như bụi nằm luôn, chỉ vậy thôi. Được, nó kêu ma bắt nhưng có ai bắt mà nó chơi. Đấy, thì ở đây cũng vậy, hành giả mà khi mà đam mê trong một cái gì đó đấy, ra không được, cứ tưởng là mình đã tới nơi thì còn đủ gì nữa. Tới ngày cứ là cứ ngồi đó để hưởng cái ngộ ngộ đó đó, rồi một lúc mà nó trong cái ngộ ngộ đó mình thấy là những hình bóng, những hình ảnh bị điên thôi chứ vậy hết. Thì cuối cùng bà sư cô nó bị điên. Dạ, bà bị điên coi như nó là bà không còn tự chủ được nữa, tiêu khóc rồi dĩ dụa rồi lập phát, cuối cùng thì phải bên viện viện người ta như bình thường viện Sumin thì phải Sumin hay không là Upamita gì đó, mà dường như là Sumin thì người ta không ở Mandalay, một cái thiền viện Mandalay chứ không phải là, nhưng mà như Sumin hay là cái ta ao gì đó mà ở trên Mandalay, người ta phải liên lạc với mấy người ở Việt Nam mà tại Miến Điện để mà tìm cách liên lạc về Việt Nam, tức là liên lạc người Việt Nam trên Miến Điện để tiên liên lạc với gia đình của cổ, để gia đình cổ mới đem cổ về Việt Nam trong một cái tình trạng là coi như là ra đi thì ký lớn riêng lòng, mà ngày về đó thì coi như là điên loạn hòa trong mọi người. Hồi đi là coi như ngon lành mà hồi về thì má nhìn không ra luôn, mà lý do là bởi vì mình tu mà mình mong cái này mong cái kia, đắc này đắc cái nọ, mà cái quan trọng nhất của đời tu đó là tu được bỏ được cái gì, ta đã bỏ được bao nhiêu chứ không phải là ta đã đắc được bao nhiêu, ta đã có được bao nhiêu. Có một chuyện như vậy mà nói hoài không nhớ, nó quan trọng riêng lắm. Ok, cho nên ở đây đó, người có trí ở đây có nghĩa là cái người tái sinh là cái tâm nha, bởi vì có cái tâm này mới làm ăn được, mới tu thiền giữ thiền quán được. Ok, thứ hai là an trú giới, thì giới ở đây chỉ cho tướng thanh tịnh giới nha, tướng thanh tịnh giới. Đấy là gồm cái gì, tướng thanh tịnh giới đây gồm có nè, các cái giới điều nè, thí dụ như là 227 nè, hoặc là 3 311 okay, hoặc là 10, hoặc là 8, hoặc là 5. Đó, không biết tôi ghi gì các bạn hiểu không? Rồi thứ hai giới thứ hai là nuôi mạng, cái thứ hai đó là chánh mạng, là chánh mạng nha, cái thứ hai là chánh mạng theo từng, để ghi lại tôi đi, giới thứ hai là chánh mạng theo từng giới phẩm. Có nghĩa là sao? Xuất gia đó, hàng xuất gia đó, hàng xuất gia đó chỉ sống bằng vật cúng dường, không phải bằng các nghề nghiệp thế tục hay mánh khóe. Lừa đảo à, rồi chánh mạng của cư sĩ đó thì sao?
của cư sĩ thị là không buôn bán hay hành nghề theo cách hại người. Các hiểu không? Biết các bạn hiểu không? Như buôn người, buôn thú, buôn vũ khí chất gây nghiện, vũ khí chất gây nghiện ghi chung ha. À, buôn người, buôn vũ khí chất, buôn người là sao? Là mình làm má mì nha. Biết má mì không? Biết má mì không ta? Hay tài bạc hoặc lừa đảo, biết không? Buôn người ở đây đó không phải là mình đừng hiểu nghĩa hẹp, có nghĩa là đem bán mà. Mà ví dụ như mình làm má mì của mấy vũ trường, của mấy quán bar, của mấy cái chỗ mà hết tóc gội đầu đó, nó cũng là buôn người. Còn buôn thú, ví dụ như mình bán thịt sống nè, ví dụ như là mình bán mua gà heo rồi hoặc bán thịt, thì buôn nói chung là buôn thú. Còn buôn vũ khí là biết rồi, còn buôn chất gây nghiện thì các vị cũng biết rồi, nè, thuốc lá, rượu hoặc chất thuốc kích thích vân vân, thì cái là buôn chất gây nghiện. Ok, thì được cư sĩ nè, thì không có như vậy đó, nó khổ như vậy đó. Là người xuất gia thì chỉ sống mà cúng dường, không bằng các nghề nghiệp thuế tục hay là mánh khóe. À, còn hàng cư sĩ là vậy đó, đó gọi là chánh mạng. À, còn cái giới thứ ba đó, giới khoan khoan, mấy con số hồi nãy quý vị hiểu không? Xin lỗi, mấy cái con số khi nãy quý vị hiểu không? Mấy con số mà 227, 311 quý vị có biết không? Hiểu thì nói hiểu, hiểu thì không hiểu. 227 là giới tỳ kheo tăng, còn 311 là giới tỳ kheo ni. Này, ok, phải hiểu nha, cái mấy đó mình chờ mình đi nói là mình chết cả đám nha. Ok, giới thứ ba là thu thúc này sáu căn, không tham hoặc sân, khi sáu căn biết cảnh không trừ được thì cũng hạn chế. Có hiểu không? Cái giới thứ ba đó là giới thu thúc sáu căn, có nghĩa là không trừ được thì cũng thu cũng hạn chế. Biết không? Biết gì vậy? Có hiểu không ta? Có nghĩa là đó giờ mình cái bực mình của mình là do sáu cửa, đừng có đồng ý không? Cứ nhìn cái gì đó là mở vào thích, hai là bực. Nghe cũng vậy, nghe có cái lúc thích lúc bực, rồi ngửi mùi cũng có mùi, có những mùi làm cho mình thích, có những mùi cho mình bực. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ ghi rõ luôn. Khi sáu căn biết cái cảnh, cố giữ không để lòng thích. Mở mọi môn cái chỗ này chú Pali nha, chỗ này phải ghi rõ nha. Thích là xuống mano hồ. Hai, bất mãn là đâm mano nha. Cái này là phải ghi cái này nha. Đó, nhìn chỉ biết là nhìn, nghe ngửi cũng vậy, đó là tôi rút ráo đó. À, kiểu như bây giờ mình nghe bật nó, ô tại sao bật ra đủ rồi. À, khi sáu căn biết cảnh, cố giữ không để lòng thích hay là bất mãn. Là ma quý mình dùng cho bị bất mãn dùm tôi để làm bắt ma không phải. Tôi nhất đại thuyết cho anh nào cái máy này nó đặc biệt, là người ta thiết kế như thế nào đồng đánh cho anh nào không được. Cái đó nó cũng là một cái đặc biệt nha. Mà tôi cũng ráng thu thúc được căn để mà tôi không có nạn nó cho nên tôi đã luyện nó rồi. Ok, đó thì ở đây đó là cái giới thứ ba là giới thu thúc được căn, có nghĩa rằng gì là giữ không cho lòng mình nó thích hay là nó bất mãn
Đấy, mà làm ơn nhớ dùm cái chữ Tali luôn, là Sumano và Dumano. Thì có thì thế nào cũng có người hỏi là hai chữ này là do sinh chế ra hay là trung kinh, thì tôi mới ghi rõ là hai chữ này lấy ra từ kinh kinh gì. Kinh gì? Các vị làm ơn giờ dùm tôi vô cái trang của ông Bình Đăng Sơn đấy nha. Hai chữ này là hai chữ Sumano và Dhammano nha, lấy từ cái kinh gọi là kinh Căn Tu Tập của Trung Bộ Kinh. Nè, bây giờ nếu ai mà lẹ tay đó chạy vô đó lấy cho bà con được không? Đó, cái đinh tà là người già không mà gần tháp xa chùa, chứ cái này người ta nghe vậy là người ta chạy, người ta lấy tài liệu ra đây rồi. Đấy, còn cái máy tôi không dám đi, để cái máy tôi mà tôi bây giờ cái máy này mới mượn, cái máy tôi xịn lắm, cái máy này mà tôi đi vô trong cái internet là tôi đẩy ra là cái tôi thoát ra đấy, thì nó đọc chiêu cái máy này nó là hàng đọc mà nó đọc lắm, cái này nó máy này nó đọc vậy đó. Đấy, nó như vậy đó, tức nghĩa là kinh căn tu tập đấy. Ừ, rồi tiếp theo nó là cái giới cuối cùng là cái giới quán tưởng. Đấy, cái giới cuối cùng là cái giới quán tưởng. Giới thứ tư là quán tưởng như vật chất. Trong kinh là vật dụng nhưng mà tôi sửa lại là vật chất. Nghĩa là sao? Là sao? Khi ăn mặc ở trị bệnh luôn suy tư lý do mình dùng những thứ đó. Đấy, cái chỗ này đó lúc nào cũng vậy hết, khi ăn mặc ở trị bệnh luôn suy tư lý do mình dùng những thứ đó. Hôm nay này, hôm nay quý vị không có tu ha, bây giờ mình không có tu làm gì hết à, mình chỉ nghe giảng thôi, thì mình nghe cái này thấy nó kỳ kỳ. Trời đất ơi, cái người nào mà giết ác ôn người trời, ăn phải mặc phải nghe, mà mặc là mặc xê nha, mặc xê ăn phải mặc phải, mà mặc là mặc xê, còn năm này không phải nghe, mà coi như nó là viết sao đánh tả luôn đấy. Thì tôi không hiểu là cái câu này phải nghĩ ra làm sao. Ok, tôi viết lại đi. Khi mà ăn là phải mặc phải ở phải trị bệnh đấy, thì luôn suy tư lý do mà mình dùng những thứ đó làm sao. Hành giả phải khi ăn phải suy tư thế này. Thứ nhất, cái món ăn này nó không phải là đồ dơ không phải là đồ dơ, nhưng mà khi mà nó chạm vô trong người của chạm vô môi của mình lúc nào thì nó lập tức nó trở thành cái món đồ đáng gớm. Tôi nhớ là ai đó mà thấy mình đã chạm cái muỗng mình vô cái tô cái chén đó rồi thì làm sao mà người ta dám rớ vô, phải không? Tùy lên người thân thôi, cái thân mình nó bất, cái thân nó bất tỉnh lúc như vậy, chỉ cần mà nó chạm như người mình lúc nào thì nó trở thành đồ dơ lúc đó. Thứ hai là ta ăn cái này nó là không phải để cho để vì một mục đích nào hết, ăn để mà hưởng thụ nhiều khoái lạc không phải, mà ta ăn ở đây giống như ta đang đổ xăng cho cái máy này muốn làm việc nữa thì nó phải có đổ xăng thôi. Còn cái chuyện mà ta thích món ăn này là tại vì sao, là vì cái nghiệp ta phải đầu thai vào trong cái thân nhân loại, mà thân nhân loại này thì phải ăn uống mới sống được đấy. Mà nếu mà không có cái thích này này thì làm sao ta chịu ăn, mà nếu ta không chịu ăn thì làm sao ta sống. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì đời trước ta từng có cái lòng tham trong việc ăn uống, cho nên ta mới tái sanh làm nhân loại nha. Nhắc lại khi mà em suy nghĩ thế này, do có cái nghiệp đời trước từng thích ăn uống nên đời này mới sanh ra có chuyện ăn uống đấy. Và điều thứ hai, mang thân nhân loại mà không chịu ăn uống thì chết làm sao?
Đó là lý do tại sao mà mình uống và luôn luôn thấy ngon miệng là vậy đó, là toàn là do nghiệp và do phiền não thôi mà nha. Chứ bản thân nó không phải là cái gì ghê gớm đó, mà nghĩ như vậy đó. Thứ nhất cái thân này là thân bất tịnh, tôi nhắc lại, mình thử mình nhai mình ăn á, mình nhai nhai mình nhổ trong cái bao á, mình uống mình cũng nhổ trong cái bao, xong rồi mình để cái bao trên bụng của mình ngủ được không? Không. Nhưng mà mình nuốt vô trong người mình á, rồi mình đánh răng súc miệng ha, rửa mặt, uống trà thì mình xong rồi mình thấy mình sạch thì mình lên giường mình ngủ thấy ngon lắm. À, nếu mình là một người đẹp thì mình vẫn tiếp tục gợi cảm như thường, nhưng mà đâu ai biết rằng bên dưới cái lớp da bụng nó được coi như là một cái đống, coi như mình là lạnh như sống luôn nha. Đấy thì hành giả phải suy nghĩ như vậy, có nghĩa là thức ăn này đó là nó mà ta ăn nó gọi là ăn, thật ra ta đổ cái thùng rác trong người của ta thôi, và sự gì ta thích đó là tại vì ta mang cái thân nhân loại này, ta phải thích thì không thích thì sao ăn. Đấy cho nên cái thích này nó mang tính kỹ thuật như vậy thôi. Thứ hai là cái áo quần trang phục cũng vậy, mỗi lần mình xả vô mình chỉ nghĩ rằng ta mặc để cho nó tránh cái chuyện nóng, tránh nóng tránh lạnh, tránh rùi mũi, tránh cái sự lõa lồ bán hổ thẹn, bởi vì nếu ta không mặc thì hết ta đâu dám ra đường. Ok, cho nên mỗi lần mặc cái chỉ nhớ là ta mặc cái này là để tránh nóng lạnh hoặc sự tấn công của côn trùng, hoặc là để tránh cái sự lõa lồ bán thẹn, chỉ vậy thôi, chứ tuyệt đối không phải vì cái sự xe xua chân diện làm bẩn chảnh chọe khoe của. Nói đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là khi mà ta ở trong cái trú xứ nào rồi ta luôn luôn suy tư, luôn luôn suy tư là cái thân này bất tịnh thì cái nhà này nó cũng bất tịnh thôi. Này là cái chỗ ra vô của cái thùng rác này đây, cái thân này là nó là cái ổ bệnh, đấy thân này là cái thùng rác, cho nên cái căn nhà này là cái chỗ chứa rác, cái căn nhà này là cái chỗ chứa nhiều bệnh. Cứ nhớ như vậy đó. Cái chuyện mà ta ở trong nhà này là để tránh nóng, tránh lạnh, tránh côn trùng, tránh thời tiết, tránh những cái khắc nghiệt của thời tiết. Ok, chứ còn mà không phải là cái chỗ, nó không phải là cái tài sản như muốn, nó không phải là cái thứ để mình khoe của, nó không phải là cái thứ để mình chảnh chọe với đời. Đấy. Mà cái dầu hàng xuất gia cư sĩ luôn luôn nhớ cái nhà chỉ là cái chỗ che thân, cái chỗ náo mình. Đấy. Chỉ vậy thôi. Rồi cái điều thứ ba, đó là điều thứ tư, đó là khi mà mình uống thuốc nha, mình phải nhớ rằng những cái thuốc này mình uống này là để mình chữa bệnh cho nó bớt đau đớn như vậy thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì khác hết. Mỗi lần mình uống mình nhớ vậy, mình là mình nhớ là người ta đang sửa cái máy hư của mình mỗi lần uống thuốc đó. Chứ mà cái viên thuốc nó không có tội tình gì hết, mà cứ nhớ mỗi lần uống thuốc mình nhớ rằng thân này là ổ bệnh, thân này là một cái máy đang hư, sẵn sàng hư, và cái viên thuốc này là vô để sửa cái hư đó, chỉ vậy thôi. Mỗi lần uống thuốc nhớ như đó thôi nha, uống thuốc là để sửa cái máy, cái máy nó đang bị trục trặc thì tống cái viên này vô để cho em để sửa cái máy đó thôi. Cái quán rượu nó rất là hay, rất là hay. Cứ mỗi lần uống thuốc là nhớ là cái thân này là ổ bệnh, nó là một cái cỗ máy sẵn sàng hư và bữa nay rõ ràng là nó đang hư. Cái rồi đó là nói là giới thanh tịnh là gì nữa ta? Giới thanh tịnh đâu rồi, cái kinh gì quên cha nữa này. Cái nhiệt tâm ở đây đó, nó là cái sự tinh tấn. Nhiệt tâm ở đây tiếng Pali là Atapi nhé, mà trong đây định nghĩa là Viriya nha, trong đây định nghĩa nó là Viriya. Nhiệt tâm hay nhiệt cần đó, cái chữ gì các vị có thấy cái chữ mà nhiệt tâm mà thận trọng không? Đấy, còn cái chữ nữa đó là cái chữ mà ngài Minh Châu thì dịch là cái chữ thận trọng đó, thì tôi xin nói rõ nha. Cái chữ đó ở đây là dịch vào ngài Minh Châu dịch là thận thực ra đó, chữ này trong
Thế giải giải thích là tân nha tức trí tuệ đó, cái chữ Bali đó là Nipaka Nipako Nipaka, nó khổ gì đó. Cho nên bà con nhớ dùm nha, cái chỗ có trường hợp mình chỉ cấm đầu mình học cái bản tiếng Việt không à. Lý do là ở trong cái bản tiếng Anh á, trong từ điển tiếng Anh á của tôi là nó là Pali, từ điển Pali Anh á, của cái hội Pali Text Society, thì họ có trong cái định nghĩa trong đó, cái chữ biết bắt cá này đó, họ có định nghĩa, họ có định nghĩa, họ có định nghĩa nó là cái sự cẩn thận, cái sự thận trọng, là nó khổ như vậy đó. Cho nên là đây, ở trong đó họ có xài cái chữ này, nó khổ như vậy đó. Mà trong khi đó nó còn vô số nhẹ, trong khi nó còn vô số những chữ khác đấy, mà là ngài lại không chú ý đó. Nó có rất là nhiều chữ khác mà ngài không có chú ý, mà ngài đi lựa có một chữ nó biến chết người ta đó chứ, cái prudent. Mà đúng ra nó còn có một cái chữ intelligent, chữ wise, cái chữ clever, mà ngài không lấy, mà ngài đi lấy cái chữ nó mới chết mình đấy. Trong khi ở đây đó, trong chú giải giải thích đó, cái chữ Nipako đây có nghĩa là tân nha. Bà con còn nghe không? Chết hết rồi, tội gì rồi. Ok, cho nên ở đây đó bà con nhớ dùm nha, là cái chữ thận trọng ở đây là phải sửa lại là thông tuệ nha, nhiệt cần và thông tuệ, nhớ dùm cái chữ đó nha. Sửa chữ nhẹ thận trọng trong bài dịch thành thông tuệ, trong đây ghi rõ là thông tuệ, thông tuệ. Rồi bên đây mới nói là cái sự thông tuệ, như tất cả ở đây ấy, bao gồm ba loại trí này, bao gồm ba loại trí. Bà con nhớ những cái này nha, bài học bữa sáng nay là học bài vở trung trùng điệp điệp nha, gồm ba loại trí. Và tôi cũng xin thưa rõ là hôm nào đó mà tôi bận là tôi không vào được đó, thì bà con gọi là nội mà giờ là cái bài cũ không đó, là bà con học giờ tôi nghĩ cũng đã hết giờ hết ngày rồi nha. Chứ đừng có ham ngày nào cũng nhào vô, cũng dẫn sát vô trong đây mà nghe bài mới bài cũ không chịu câu, thì học cái kiểu đó là tôi đã bị bên đây rồi, bên trong tôi giảng hết 152 bài trung bộ, hôm nay hỏi lại nó không còn nhớ cái gì hết. Tôi nó giống như là tôi múc nước mà tôi đem đi đổ cống, tôi như là không còn một cái gì nó động lại hết, quá phí đi. Mà tôi mệt, tôi có công việc đi, tôi đâu có quở nghe. Mà đừng có nghĩ là người ta ở không, tôi vô tôi nói dốc cho mình nghe, tôi nó phải nói rõ là tôi ở không. Tôi cách 5 phút, 10 phút để mình tôi đọc sách, tôi suy tư, nó còn lợi ích hơn dạng cho nguyên một cái đám mà còn đắp lá môn, nước lửa lá môn, ok. Giờ mình gồm 3 loại trí. Một là cha tiếp bằng nhà, cha tiếp bằng nhà, ok. Tức là cái trí tuệ bẩm sinh, tức là trí trong tâm tái tục tam nhân đấy. Rồi cái trí thứ hai gọi là bác ri ha ri giá tầng nhà, gọi là trí liệu sự nhà, trí liệu sự, trí nó trị nha, trí liệu, trí liệu sự liệu. Ở đây không biết có ai mà biết trí liệu, trí liệu sự không ta, trong rung người ta biết trí liệu sự không, là khả năng
sắp xếp công việc, biết lúc nào thích hợp cho việc gì. Có hiểu không? Có hiểu không? Các vị có nghe kịp không? Cái trí liệu sự có nghĩa là cái khả năng sắp xếp công việc, biết lúc nào thích hợp cho cái việc gì. Lúc nào tọa thiền, kinh hành, nghe pháp, để phục vụ. Có biết không? Lúc nào nên nghỉ ngơi một chút, không phải lúc nào cũng cắm đầu tận sức. Chứ có nghe hiểu không? Lúc nào cũng cắm đầu tận sức có nghĩa là không có nghỉ ngơi, có nghĩa là vậy là hay, tưởng nghĩa là hay, tưởng nghĩa là tinh tấn. Xin lỗi nghe, đó là tôi ngu. Đó là phải là chữ ngu, chữ ngu đi, quý vị đừng có giận, chữ ngu đi nghĩa là nó sai đường đó. Có nghĩa là con người nó giống như cái máy, mà nó đành xài cũng chừng mực thôi. Rồi mình cứ kệ cho nó mưa nắng, mình cố gắng, mình gồng nó đâu, không anh em. Mình thấy ok, cái sức mình nó chịu không nổi. Nè, cái sức mình chịu không nổi thì mình cũng phải tự lượng, lượng sức. Mà trường hợp đó gọi là liệu sự. Nè, cái khả năng liệu sự thì có nghĩa là biết lúc nào là nó thích hợp cho việc gì. Ok, nghe kịp không? Đó là thứ ba. Còn cái thứ tư đó, đó là thứ hai, còn cái thứ ba gọi là Vipassana. Vipassana tâm nhà, tức là trí tuệ trong việc ghi nhận danh sách lúc tu quán. Lúc tù quán đó là ba cái trí, cái trí Nipako đó, cái trí Nipako ở đây nó là cái trí Nipako ở đây là thì trong ba loại trí này nè, chữ Nipako ở đây ám chỉ cho ba gì. Ba ri ha ri ya ba nha vừa nói trên. Ghi như vậy hiểu chưa? Ghi như vậy hiểu chưa? Nói thì chỉ nói, sửa là chính là nói trên. Các bạn có nghe kịp không? Đấy. Làm sao mà làm soạn bài được cho nó ngon lành luôn. Đó. Vậy gì nè, để phải học cái này, học cái này là mới là học Phật pháp này, chứ là học lơ mơ nó có bài vậy thì hết nha. À, nhiệt tâm và thận trọng thì đúng là phải nhiệt tâm và thông tuệ. Nếu mà dịch sát đó là, còn nếu mà dịch y gì dịch theo chú giải đó là tinh tấn và trí tuệ, tỷ kheo ấy thoát triền. Tỷ kheo ấy thoát triền thì chiếc triền ở đây là ám chỉ cho nội triền và ngoại triền. Hồi nãy ở trên đã nói rồi, các vị nghe kịp không? Rồi, cho nó nghe kịp rồi, vậy là thua rồi. Chỉ cái máy thoát triền, xem chưa? Làm ơn ngó lại, làm ơn nhìn lại trên dùm, tạm nhìn lại bài kể dùm cho tôi nha. Chỉ cái máy thoát triền, tức là những cái chữ khó mà đã chú thích rồi, thì khi đọc không hiểu thì làm ơn dò chữ khó dùm. Tới cái nước gì vậy đó mà cũng còn bắt phải nhắc nữa thì tôi cũng biết là nó tệ đến lúc nào cái. À, tôi ấy thấp gì. Rồi cái đoạn tiếp theo. Với ai nó từ bỏ tham sân và vô minh. Nè, tức là tham sân si đó. Bật lậu tận hướng cuốn, vị ấy thoát triền vượt. Có nghĩa là khi một cái vị đã thoát triền như vậy đó, thì cái vị đó đó,
được xem là những người đã lìa bỏ phiền não, đã hết, đã không còn thích, không còn ghét ở trong sáu triền, không còn thích hay là không còn ghét ở trong nội sáu nội triền và sáu ngoại triền nữa, thì cái vị đó coi như là đã không còn tham sân, và cái vị đó được gọi là cái vị lậu tận, được gọi là vị lậu tận, nghĩa là hết phiền não. Còn ứng đúng là cái vị đó được gọi là vị đáng đúng dường nha. Và cái chỗ này nó quan trọng này, chỗ nào danh và sắc được đoạn tận không dư sót, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn. Thì chỗ nào không danh sắc, chỗ nào không danh sắc, bây giờ bản Bali nè, đó chỗ này mới đã nè. Chỗ nào không danh sắc, vậy thì ở đây mình có ba đoạn nha, đây ở đây mình có bốn cái bài kệ, mình có bốn đoạn. Vậy thuật lại cái đoạn thứ nhất là cái vị trời hỏi Bạch Thế Tôn: Thiên hạ ai nhà ai ai nhà cũng bị trói buộc sáu triền ở bờ bể 12 triền hết, mà 16 6 6 6 2 ai cũng bị trói biệt buộc bởi 12 triền hết. Con xin hỏi trên đời này ai là cái người, ai là cái người mà chấm dứt được, ra thoát ra khỏi được về cái 12 triền đó? Thì ngài mới trả lời là cái người có trí nhẹ, an trú giới, tu tập tâm và tuệ, tinh tấn và thông minh đó, có khả năng liệu sự đó, thì cái người đó là người thoát được sự trói buộc. Và những người như vậy đó được gọi là những bậc ứng cúng. À, rồi sao? Rồi cái câu thứ ba là những người như vậy đó được gọi bậc ứng cúng. Bây giờ tới cái đoạn thứ kể thứ tư nè, là chỗ nào không, chỗ nào mà danh sắc bị chấm dứt hoàn toàn đó nè, chỗ nào mà không còn chướng ngại tưởng nè, và sắc tưởng nè, thì chỗ đó thì được nữa. Nếu mà cái chỗ này nó thiệt, chỗ nào mà đọc bản Pali nó sáng hơn bản tiếng Việt rất là nhiều. Chỗ nào danh và sắc được chấm dứt hoàn toàn, tôi đang dịch lại đó, chỗ nào danh và sắc, chỗ nào danh và sắc được chấm dứt hoàn toàn, chỉ hoàn toàn có nghĩa là vô duy đó, với ác xê sắc hoàn toàn mở đơn. Những chỗ nào cũng dẫn đang ly kêu cái gì hoàn toàn là ác xê sắc chấm dứt hoàn toàn. Với cả ngại tưởng và sắc tưởng thì ở đó không còn triền phược nữa. Đấy, cái bản dịch mới là dịch vậy đó, không phải kệ gì thân xui. Chỗ nào danh và sắc được chấm dứt hoàn toàn với cả ngại tưởng và sắc tưởng thì ở đó không còn triền phược. Ở đây nó nghe bà con làm ơn nhớ dùng như cái này, cái ngại tưởng cái này là gì, tất là gọi là tất với các sân nha, ngại tưởng ba tí kha tên nhà ám chỉ cho phiền não cõi dục và những gì liên quan. Đấy, cái người chứng thiền sắc giới được gọi là đã lìa bỏ tạm thời các chướng ngại tưởng. Không biết kinh nghiệm gì hiểu không? Phải định nghĩa từ kiểu khó đi, định nghĩa từ kiểu khó trước nha, định nghĩa từ kiểu khó trước tự nhiên hiểu cái đoạn chạy cuối cùng này.
cái người mà chứng thiện sắc giới thì gọi là đã lìa bỏ các chướng ngại tưởng, mà lìa bỏ có tạm thời nghĩa là sao, nghĩa là sống hết cái tuổi thọ trên đó thì quay trở xuống mọi thứ như cũ. Cho nên tôi gọi tôi cố tôi để chữ tạm thời là vậy đó. Thì tại sao mà những vấn tại sao những vấn đề cõi dục được gọi là chướng ngại tưởng? Nhưng nhau hỏi động đâu rồi gọi đấy, ngại tưởng ở đây là ám chỉ cho cõi dục và những vấn đề liên quan chấm, có chấm ra nữa. Người chứng thiện sắc giới được gọi là đã lìa bỏ các chướng ngại tưởng, nghĩa là sao, là mình tiếng Việt Nam các vị có nghe cái chữ lấn cấn không? Lấn cấn, lận cận, lục cục, lòn hò, đó là những gì thuộc về dục giới. Thuộc về dục giới thì nó lấn cấn, lận cận, lục cục, lòn hò, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở cõi dục đó, thì mình thấy cảnh nó rất là phức tạp, khi thì cảnh sắc, khi thì cảnh thanh, thích cái này, ghét cái kia, à, đó, khi thì cảnh này, khi thì cảnh kia, trong sáu trần. Khi thì cảnh này, khi cảnh kia, mà lúc thích, lúc ghét, nên gọi là chướng ngại tử. Chướng ngại nghĩa là lục cục lòng hoàng của chú Bách Thí Khát, đây nó có nghĩa là chú Bách Thí Khát ở đây tạm hiểu là rầu. Các vị có biết chữ này, các vị làm ơn tra điển giùm tôi chữ này đi, làm ơn tra điển giùm tôi chữ đó đi. Nó gồ ghề, nó khúc khủy. Cái chữ Bát Thí Khát nó nghĩa trong chữ này nó nghĩa là cái gồ ghề, nó khúc khủy, nó không có nó không có được cái sự mà trơn nhuận, nó không có được cái sự trơn nhuận nè. Những chữ Bát Thí Khát này nghĩa là nó gồ ghề, nó gặp ghềnh nè. Thì cái vấn đề của khổ dục là lúc này lúc khác, khi thì cảnh này, khi thì cảnh kia, lúc thích lúc ghét. Riêng ở trên cõi phạm thiên thì không, riêng các cõi phạm thiên từ tầng sắc giới trở lên đó, thì cái cảnh đó, nó không có phức tạp, nó không có lúc này lúc khác. Thì cái cảnh sơ thiền môn đời nó là làm như vậy, không thêm không bớt, không quê không đầy, không có thay đổi, lúc thì đậm, lúc thì nhạt, lúc thì nâu, lúc thì tím, lúc thì nhẹ, lúc thì nồng, không có. Còn trong khi cõi dục giới thì khác, cái cảnh dục giới, cái người dục giới, phiền não dục giới thì nó luôn luôn nó phức tạp. Thì cái tiếng của Bát Thí Khát đây mình cũng có thể dịch là phức tạp. Bát Thí Khát ở đây cũng có thể hiểu là sự phức tạp. Ở tiếng Việt Nam nó còn có một chữ đó là cái chữ phồn tạp. Đấy. Đấy. Cho nên muốn đắc được sơ thiền, muốn đắc được thiền sắc giới đó, thì anh phải lìa bỏ cái sự phồn tạp của cái cảnh dục giới. Đấy. Biết nghe kể kịp không? Muốn đắc thiền sắc giới phải lìa bỏ năm triền cái, tức sự phồn tạp của dục giới, năm triền cái. Đấy, muốn đắc thiện vô sắc giới trước hết phải lìa bỏ các ý niệm vật chất, đặc biệt mã hoặc ra gọi là rupasanya. Đấy, muốn đắc thiền sắc giới đó, thì phải lìa bỏ năm triền cái, tức sự phồn tạp của dục giới. Muốn đắc thiền vô sắc giới thì trước hết phải lìa bỏ các ý niệm vật chất, nghe kịp không?
muốn được cái gì trước khi trả và thánh nhân là người đã lìa bỏ mọi mong muốn đối với các tầng giới, sắc giới và vô sắc giới ngay ngay đến vị thánh không đắc thiền cũng có thái độ giống hệt vậy. À, cái câu này mới quan trọng nè. Cái người chìm đắm trong khổ dục thì mình khỏi nói rồi. Mà cái hạng thứ hai đó là họ chán khổ dục, họ muốn lìa bỏ khổ dục để đắc thiền sắc giới, thì họ trước hết là phải lìa bỏ năm thiền cái trước đã. Rồi có những người họ chìm đắm trong thiền sắc thì cũng không cần nói rồi. Nhưng mà có những người họ lại muốn hướng đến cái thiền ngũ sắc thì trước hết là phải lìa bỏ các ý niệm vật chất, không còn thích nữa, không còn thích vật chất nữa, không còn thích nhà cửa rồi tình cảm nữa, không còn thích sở hữu những kia đã đành được, mà họ chán luôn cả cái tâm thanh này, họ cũng không muốn có cái tâm thanh này giống như Phạm Thiên. Phạm Thiên sắc giới thì còn có hào quang, có thân xác, nhưng mà riêng những cái vị Phạm Thiên vô sắc giới thì họ không có, chỉ có cái tâm thôi. Cho nên muốn chứng thiền vô sắc thì phải lìa bỏ tất cả khái niệm vật chất. Nhưng mà cuối cùng cái người tu quán là cái người chán hết hành giả tứ niệm xứ, phải là người nhàm chán tất cả danh sắc trong mọi cảnh giới và hình thức cấp độ. Đấy, hành giả tứ niệm xứ phải là người mà nhàm chán tất cả danh sắc trong mọi cảnh giới và hình thức cấp độ. Đấy, có nghĩa là sao? Cái người thì chán sắc giới lên vô sắc giới, nhưng mà riêng thánh nhân là cái người chán luôn cái vô sắc giới. Rồi cái chấm, cái câu này mới quan trọng. Ngay đến vị thánh không đắc thiền nha. Ngay đến vị thánh không đắc thiền thì cũng có thái độ giống thật vậy. Do họ không đắc, nhưng mà họ nghe ai đó mà nói đến cái chuyện mà thích thú về cõi trời, thì vị đó vẫn biết rõ, vẫn biết rõ rằng đây là một cái ý tưởng rất bậy bạ. Đấy, cũng giống như bây giờ mình không có du thuyền, nhưng mà mình nghe nói ai nó bỏ tiền ra mua du thuyền là mình thấy cái chuyện đó là nó hơi ngộ ngộ, ví dụ như vậy. Hoặc là mình không phải là người uống rượu, mình không phải là người hút thuốc, nhưng mà mình thấy người ta uống rượu, thấy người ta hút thuốc, mình biết đó là chuyện tầm bậy. Mình không có thích đi săn bắn, thậm chí mình cũng không có biết bắn súng nữa, nhưng mà mình thấy người ta đi săn á là mình thấy cái chuyện nó không có nên. Đại khái là cũng vậy. Một cái vị thánh mà khi mình đã nhàm chán danh sách rồi, thì vị đó dầu không đắc thiền, tôi nói chậm nha, dầu không đắc thiền thì chỉ cần nghe nói đến một cái cảnh giới tái sanh là nếu mà vị đó đã nổi. Tại vì vị đó biết rõ thứ nhất là cái cảnh giới nào rồi cũng vô thường. Thứ hai, danh sách nào thì cũng vô thường. Rồi thứ ba là sống hết trên đó rồi thì quay xuống mọi thứ đều là bất trắc hết. Đấy, đó là hai cái gì, đó là ba cái chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất ấy, là cái gì rồi cũng vô thường. Cái chuyện thứ hai là hết tuổi thọ ở trên đó rồi thì quay xuống đây chuyện gì cũng có thể xảy ra, làm trùng làm dế, xả đỏ địa ngục, làm ăn mài kỹ nữ, ăn cướp, làm người tàn tật câm đuôi mù điếc, anything, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Nghĩ đến nó mà chán. Thứ nhất là thấy cái tuổi thọ trên đó nó ngắn, trước sau cũng vô thường. Thứ hai là biết thằng sống là nó bao lâu thì nó cũng quay xuống để đây là mọi thứ trở nên bất trắc. Và cái thứ ba, cái này mới ghê, cái thứ ba thì nó biết rõ
cái gọi là hạnh phúc hay đau khổ chỉ là ảo giác thôi, nó không có thật. Hễ mình còn vô minh thì mình phải dẫn đến ba hành, còn không có thì mình còn thấy cái danh sách nó danh sách này nó ngọt ngào, danh sách kia nó cay đắng, mình chạy trốn cái cay đắng để tìm đến với cái ngọt ngào. Nhưng mà nếu với một cái bậc trí tuệ rốt ráo thì ta thấy rằng đắng hay ngọt nó đều giống nhau một chỗ, là điều chấp nhoáng nó xuất hiện trong một khoảnh khắc rất là phù du, rồi sau đó nó được tiếp nối, nó được thừa tiếp bởi một cái khác trên một cái dòng chảy gọi là nguyên nguyện bất tuyệt, không có dừng lại. Thì thấy mọi thứ chỉ chấp nhoáng rồi thì mất cái sau, nó thúc đẩy cái trước chỉ vậy thôi, thì thấy như vậy đâu mà nó chán nghe. Cho nên ở đây nói rằng là đối với cái vị mà không còn bị trói buộc để nội truyền ngoại truyền thì đúng rồi, ta là người ta chấm dứt tự truyền thừa đúng rồi. Nhưng mà ở đây đó, cái rốt ráo nhất thì Phật nói rằng sáu nội truyền sáu ngoại truyền, cái sự chấm dứt, sự cắt bỏ 12 nội ngoại truyền là một cách nói đồng nghĩa với cách nói thứ hai là lìa bỏ danh sắc, rồi ngại tưởng và sắc tưởng nha, phải hiểu nha. Thì cái này đều giống nhau, những cách nói này đều là giống nhau. Thì hôm nay cái bài kinh này các vị ghi chú những chữ khó này xong ha, ghi chú những chữ khó này xong thì bây giờ thì chưa có thấm đâu, tại vì tôi đang còn nói thì mình phải nghe tôi nói đấy. Bây giờ tôi chia tay với bà con, nếu mà đi làm đi ngủ thì thôi, nhưng nếu bà con rảnh bà con mở lại cái kính kinh, bà con đọc từ trên xuống dưới, đọc bằng cách là ghi nốt, tức là nếu được photo đựng ra photo to ra cái trang kinh ấy, rồi bắt đầu nó để cái nốt kế bên, ví dụ như cái chữ nội truyền là cái gì, ngoại truyền là cái gì, ngại tưởng là gì, sắc tưởng là gì, cứ ghi cái nốt kế bên thì đọc từ trên xuống cái bài kinh nó thông. Tại vì sẽ thấy rằng cái bài kinh này là cả một cái nội dung toàn bộ tam tạng chứ không phải là chỉ là một bài pháp đâu nha. Ok, bây giờ đã là lố giờ của tôi rồi, ta lố nửa giờ đồng hồ. Ok, xin hẹn gặp lại bà con ngày mai. Bye bye.